Theo kết quả giá soát sơ bộ năm 2023, hộ nghèo toàn tỉnh là 26.791 hộ, chiếm 14,94% tổng số hộ trên địa bàn. Tỉnh ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, cơ chế chính sách cho công tác giảm nghèo và an sinh xã hội, giúp người nghèo tăng thu nhập, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Tính từ năm 2021 đến hết tháng 9 năm 2023, toàn tỉnh có trên 583.000 lượt hộ nghèo cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách Xã hội. Lĩnh vực y tế, người dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ chi trả tiền thuốc, vật tư y tế, dịch vụ, hỗ trợ chi phí ăn uống, tiền đi lại. 100% hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế. 3 năm qua, có 2.345 hộ nghèo khó khăn được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống ở các huyện nghèo xã nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm đầu tư thúc đẩy các mục tiêu giảm nghèo bền vững